Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách chỉnh tầm máy vắt sổ khi bị bỏ mũi và đứt chỉ. Tiền tháo cái mặt người ra. Đây là cái móc dưới này, móc dưới máy vắt sổ này. Đây là cái móc trên này. Để các bạn nhìn thấy rõ hơn, mình sẽ tháo cái răng cưa ra để cho các bạn nhìn dễ hơn. Đây là cái con ốc để tháo cái răng cưa cầu sau này. Ở đây là con ốc để tháo cái răng cưa cầu trước này. Giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn để nhìn rõ cái móc và kim. Đây là cái răng cưa cầu sau của nó, tháo ra. Đến là mình tháo cái răng cưa cầu trước. Tháo ra này, các bạn dễ nhìn hơn này. Kim đưa lên này, móc đưa vào này, cái này nó đang bị sai này, móc nó đang đá kim này. Móc đang đá kim và kim bắt hơi muộn này. Đó. Giờ mình sẽ chỉnh lại tầm nha. Muốn tháo con muốn tháo cái móc dưới để mình chỉnh. Đây nó có con ốc 8 này. Mình sẽ xoay nòng con ốc 8 ra. Xoay nòng ra nó sẽ đưa ra đưa vào được nòng ra, mình sẽ dễ điều chỉnh hơn. Đúng. Giờ mình sẽ chỉnh cho các bạn nhìn này. Mình bắt sao cho cái móc dưới này vừa chạm tới hai cái kim, không được đá này cũng không được hở này. Đá nó tạo cái kim bỏ mũi này, còn hở thì nó sẽ cũng sẽ bỏ mũi. Mình sẽ bắt cái móc cách mũi kim tầm khoảng ni rưỡi 2 ni, nó tùy theo chất liệu. Mình sẽ
ấy sao cho nó vừa tới rồi. Rồi mình sẽ xếp nhẹ con ốc lại, nhẹ con ốc 8 lại nha. Con ốc 8 mình vừa tháo ra xong. Đó, xếp nhẹ lại. Các bạn nhìn. Đấy. À. Hoặc cái lỗ kìm thằng đấy không được đá vừa tới, mình lưu ý chỉnh móc xong này, cái móc trên móc dưới nha, không cũng không được hở này, cũng vừa chạm nhau tới gặp điểm nhau này, cũng không hở ra, nó cũng sẽ bị bỏ mũi, sẽ bỏ mũi móc, nó cũng sẽ bỏ mũi móc. Với nếu mà nó đá vào thì nó sẽ gây nên gãy kìm và gãy móc. Đó. Đây này cho các bạn xem nha. Đó. Mình thấy kiểm tra ok, mình sẽ siết chặt cái con ốc 8 này lại. Nhớ là cái này mình cũng siết chặt vừa tới thôi nha, siết chặt quá là nó sẽ bị trờn ren. Siết chặt lại xong mình kiểm tra lại một lần nữa, kiểm tra móc nó cũng vừa tới chạm đến kim thôi này, không được hở này, không được đá này, với tầm bắt này nó là tầm bắt cách lỗ kim ni đi ni rưỡi. Đó. Kiểm tra móc móc trên móc dưới không được đá nhau và cũng không được hở nhau, và cái đường về của nó này, mình kiểm tra cái đường về của cái móc trên này. Không được gót vào kim này, thế là ok này, chạy này nó ok này. Mình kiểm tra thấy là ok là mình sẽ lắp lại răng cưa. Chào các bạn. Nếu các bạn quan tâm thì hãy cho mình xin một nút đăng ký. Mình sẽ ra nhiều video về nhiều các loại máy hơn. Chào các bạn. Chúc các bạn thành công.